xin chào mọi người, mình là Sophia Hương Quách. Hiện tại mình đang ở giữa bãi biển Bái Tử Long. Đây là một bãi biển rất là hoang sơ và mình đang có mặt trên một chiếc bè. Chiếc bè này thì xung quanh người dân đang nuôi hầu và ở đây có rất là nhiều những cái hải sản hoang sơ. Và hiện tại thì hôm nay mình sẽ pha chế một ly cocktail dựa trên nền của một ly cocktail classic Jacob Bomb. Nhưng nền rượu hôm nay mình sẽ sử dụng đó là rượu hải tặc. Rượu hải tặc, đây là một loại rượu của làng bè, của làng chài, do chính làng bè hải tặc làm ra từ các loại thảo mộc ở trên những cái núi và đảo này. Hôm nay Sophia sẽ làm một món gọi là hải tặc bom trên một chai rượu ấy. Cách làm thì tương tự như Jacob Bomb thôi. Mình sẽ sử dụng một chiếc ly, một chiếc chén rượu hải tặc. Bắt đầu nha. Anh cầm em ấy. Hải tặc bom, xin mời. Rất là đã, cực kỳ ngon luôn. Xin mời mọi người, xin mời chết mình nhá. Còn bây giờ mình sẽ cùng xem màn trở tay của chết mình nhá.